Mến chào các bạn, chúc các bạn một ngày mới nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Hôm nay mình đi Costco, thấy Costco đã bán những mặt hàng cho mùa Giáng sinh sắp tới đây. Mình quay lại cho các bạn xem nha. Và những giá cả của những mặt hàng này như thế nào ha. Ở đây mình thấy có bán bánh crepe nè, 9 đồng 99 cho một hộp này. Đó, bao bì lịch sự và đẹp ghê không? Hiệu bánh này là hiệu Kirkland, cái hiệu này là của Costco nè nha. Đó, bánh này mà ăn bánh mà uống nước trà này thì ngon lắm. Kế bên đây mình thấy cũng có bánh này cũng ngon nè, shortbread. Ôi, cái hộp này to lắm nha. Đó, cái hộp này to mà nặng nữa. Đó, để mình cầm nó xuống đây cho các bạn xem ha. Đó, hộp bánh này rất là to, nặng hơn 2kg luôn nha. Đó, nhìn thấy vậy chứ mà nó to lắm, ở trong đây chắc cũng là bằng 2-3 hộp thường á. Ở cái hộp như vậy á mà 24 đồng 99 cho hộp này ha. Và kế bên đây là kẹo chocolate cũng hiệu Kirkland luôn. Ở cái hộp màu đỏ nè, nhìn tươi tắn đẹp quá chừng không, rất là lịch sự nha. Một cái hộp như thế này thì 18 đồng 59 ha. Hộp này thì nặng 570g, cũng hơn nửa ký nha. Đó, có cái này màu vàng nè. Màu vàng đẹp ghê ha. Mình cũng thích cái màu này lắm nè. Nhìn lịch sự quá chừng luôn. Có 46 miếng chocolate trong đây. Đó, bây giờ ở trong hộp mà mở ra thì nó như thế này. Rồi qua tới đây cũng kẹo chocolate nữa nha. Đó, cái này thì có ở trong một cái gift bag, là trong cái túi luôn á. Ở 16 đồng 69 như cái hộp này, cũng có hai màu nha, màu đỏ và màu xanh. Kẹo này thì có 13 mùi khác nhau và nó tới tháng 6 năm 2025 mới hết hạn ha. Đó, các bạn coi cái màu xanh này cũng đẹp quá chừng không. Đó, mình cầm lên cho các bạn xem nha, để coi nó như thế nào ha. Đây, một túi quà kẹo chocolate nhìn rất là lịch sự ha. Sắp tới Christmas đó, thì mua mấy cái này mình tặng nè, rất là tiện ha. Đây, European cookies hay là gọi bánh tây á. Đó, nhìn thấy ngon và hấp dẫn quá chừng không. Một hộp này mà có 15 đồng mấy thôi. Hộp này nặng 1,4 kg, khoảng hơn 3 pound. Bây giờ mình qua bên gian hàng trang trí nhà cửa ở Costco nha. Đây là một cái ornament để trang trí cây thông nè. Đẹp quá chừng luôn không? Cái hiệu Swarovski này rất là tốt nha. Những cái mặt hàng pha lê của họ là nổi tiếng lắm á. 54 đồng 99 cho một cái ornament này. Rồi, đây là ba trái châu. 31 đồng 99 cho ba cái ha. Ba trái châu này bằng glass, bằng thủy tinh hay bằng kiến mà để trên bàn á, tabletop. Đó, nhìn lấp lánh, màu cũng đẹp ha. Một cái màu đỏ, màu vàng và màu xanh. Và cái này là cũng tabletop ornament, 36 đồng 99 cho cái này. Và cái này là to nha, đường kính tới 13 inch lận á, và được chạy bằng pin. Bông, ba thú nhồi bông luôn mà 49 đồng 99 thôi. À, nhà mà có trẻ em rất là thích nè. Và đây là một set ba ông già Noel bằng gốm sứ, 42 đồng 99. Và kế bên đây thì cái món này rất là hấp dẫn nè, 114 đồng 99 cho cái này. Nhà nào có em nhỏ là mê lắm luôn á. Rồi một bộ Holiday Village 13 miếng luôn mà 129 đồng 99 cho cái bộ này. Vừa có nhạc mà vừa có đèn luôn nha. Cái này là của hiệu Disney đó. Và kế bên đây mình thấy có The Grinch, 49 đồng 99 cho cái ông The Grinch này. Đó, nãy giờ coi các bạn có thấy nôn nao không?
Chưa hết tháng 9 mà mọi người đã bỏ hàng cho tháng 12 Christmas rồi. Và kế bên đây là Holiday Stitch. Đó, sơn bằng tay nha, được nói là sơn bằng tay. Ở Mỹ này là cái gì mà sơn bằng tay là thấy có vẻ quý lắm. Đó, cái món này là 54 đồng 99 nha. Rồi mấy cái đèn mà để trang trí ngoài sân vườn đẹp quá chừng luôn, mà mình đứng hơi ngược chiều để lát nữa mình quay qua lại bên kia. Bây giờ để mình đi xem những cái món cho mùa Christmas này mà mình cần ha. Chẳng hạn như là mấy cái giấy để bao gói quà Christmas nè. Đây, một cái nơ, một cái hộp nơ mà họ đã làm sẵn rồi. 8 đồng 99 cho một hộp ha. Trong một hộp này có 50 cái nơ luôn nha. Rồi qua tới đây là giấy gói quà. Đó, một pack như vậy thì có 3 cuộn. 14 đồng 99 cho cái giấy gói quà này. Cái này nhiều lắm nha, tổng cộng là 270 square feet lận đó. Đó, tha hồ mà gói luôn. Ai có nhiều quà thì mua cái này về gói rất là tiện ha. Cái giấy này hay một cái là double-sided gift wrap nha. Có nghĩa là bên trong bên ngoài gì cũng có in hết á. Có nhiều cái loại giấy nó chỉ in cái bên ngoài thôi, còn bên trong nó trắng. Đó, rồi cái này cũng đẹp nè. Mà có cái loại bằng kiến nữa. Đó, nó cũng đa dạng ha. Mình thích cái nào thì mình chọn cái đó. Đó, như cái cuộn này mình thấy có hai loại giấy thường. Và bên đây là cái cuộn này là giấy kiến nè, giấy bóng kiến nè. Đẹp ha. Rồi tới đây là gift tag. Đó, mình gói quà xong thì mình phải có gift tag ha. Gửi cho ai, rồi mình tặng người nào thì có tên người đó. Đó, nhìn họ cắt rất là đẹp ha, nhiều kiểu, nhiều mẫu mã nữa nha. Dễ thương quá chừng luôn ha. Một hộp gift tag này là 12 đồng 79 nha các bạn. Và đây là những cái cuộn để mình làm nơ. Đó, một cuộn như thế này là 7 đồng 99 ha. Đó, mình quay xuống đây cho các bạn coi, nhiều kiểu, nhiều màu lắm, mà đa số là cho mùa Christmas là dĩ nhiên rồi ha. Đó, mình để mình coi coi cái cuộn to này là bao nhiêu feet, bao nhiêu yard đây. Đó, cái này đó là 50 yard lận nha. Đó, cho tha hồ các bạn làm nơ ha. Bạn nào khéo tay đi mua cái này về làm nơ để trang trí trong nhà rất là đẹp ha. Có hai loại khác nhau nha, một loại thì bản to và một loại thì bản nhỏ. Nhưng mà giá cũng bằng nhau và cái chiều dài cũng bằng nhau. Tất cả đều là 50 yard hết. Như cái này để mình lấy ra cho các bạn xem. Đó, cái này cái bản nhỏ nè. Nó cũng 50 yard luôn. Mà cái bản này so với cái bản to thì nó cũng không có nhỏ lắm ha. Đó. Cạnh bên đây có anh Snowman 48 inch, có nghĩa là 4 feet đó. Đó, nhìn dễ thương quá chừng ha. Đó, đội một cái nón bằng nỉ len nè. Đó, rồi bằng giống như là thú nhồi bông vậy á. Nhìn dễ thương ha. Các bạn nào mà thích trang trí trong nhà đó thì mua anh này về để trong nhà ha. Để coi anh Snowman này bao nhiêu đây. 99 đồng 99. Rồi qua tới đây là đèn nè. Nó lung linh đẹp quá chừng không. À, cái Great Christmas này, đèn này đẹp ha. Và một bộ gia đình hưu cũng đẹp nha. Bộ gia đình hưu này thì là 199 đồng ha. Ba con luôn, bố mẹ và một em hưu nhỏ. À, cái cây đèn Christmas là 219 đồng 99 nha. Và đây là một cái cây đèn Christmas nữa, nhìn thấy lạ nhưng mà mình thích cái cây đèn Christmas kia hơn. Đó, cái cây đèn Christmas này là đèn LED ha. Và bên đây là mấy anh penguin nè, dễ thương chưa. Đó, buổi tối mà cắm đèn mấy cái anh này lên là sáng lung linh.
đèn rất là đẹp ha. Và đây là một bộ snowman đèn luôn, 179 đồng 99, cho một gia đình 4 người, dễ thương quá chừng ha. Và cái đèn lamp post Christmas này là cũng đẹp nha, một cây như thế này là 99 đồng 99 ha. Ai mà có sân vườn mua chừng 4 cái để chung quanh nhà rất là đẹp nha. Chiều dài của cây này là 7 feet ha. Cảm ơn các bạn đã cùng đi một vòng Costco với mình để coi những mặt hàng Christmas của Costco năm nay. Sắp tới nếu mà có những mặt hàng nào mới hơn nữa thì mình sẽ cập nhật cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của mình ha.